Rồi, mời nhà thơ Lê Sơ Đà đọc bài thơ Xưa Nay. Xưa Nay to lên. Xưa Nay. Cùng lên cái này. Mình rất xúc động khi một ông sinh viên sĩ quan cục của đại đội mình viết một bài thơ về mình vào những ngày thả ở cung trường. Đọc rồi mình cũng rất xúc động. Nhưng mà giờ cái mình bây giờ chữ nghĩa văn chương nó trôi đâu cả, mình không hỏi lại được, thì mình nhờ bạn bè anh em bốn phương hòa giúp. Trong đó có một bài mà mình rất tâm đắc, hôm nay vượt đường xa qua sông Serepok, vượt biên giới qua sông Serepok cùng với nhà thơ Già Lửa Kiều đem rượu vào để nhà hoài nguyện thưởng thức bài thơ đó và đọc cho nó vui, vì mình cũng rất xúc động khi thấy Hoài Nguyễn đăng cái hình mình của mình hình là 52, 53, 50 năm, về hơn 50 năm về trước, mình đứng với đại đội mình, đại đội đại vùng năm trong bài tập chiến thuật đôi Bạc Giác. Ai ở Đồng Đế thì biết đôi Bạc Giác, đôi 52 trong những cái bài là đại đội tấn công, trung đội tấn công, đại đội điều quân, trung đội điều quân, rồi phòng vũ kích bộ, phòng vũ kích xe, đại khái như vậy. Đó, cái bài đó mình nhớ hình như cái buổi chiều đó là buổi chiều ở trên đôi Bạc Giác, ở dưới chân đôi Bạc Giác, bài là chiến thuật là hình như là bài mình nhớ mấy cái chữ là anh hôn môi cưng một hơi dài, ánh sáng mùi vị ánh sắc là đại khái đó. Để nhận diện trong tiêu dòng mục tiêu đại khái lâu quá không nhớ. Thì khi mà Hoài Nguyện chụp cái hình mình đứng trước đại đội thì mình rất xúc động, và tiểu nhất vui nhất cảm động nhất là cái hình mình đứng trên đỉnh Phù Vân với chiếc nón rất tả tơi vào bộ đồ đà muôn thuở của mình. Thì bài đó là bài Xưa và Nay, thì mình xin đọc lại cho anh em nghe chơi. Thứ nhất là cảm ơn anh sinh viên sĩ quan cũ của mình là Lê Quang Sáu, Cao Quang Sáu, và thứ hai là anh thầy giáo Hoài Nguyện đã tâm đắc và viết ra bài thơ này, hòa bài thơ này của anh Sáu, và có sự chứng kiến của đại thi sĩ Lão Thành là đại thi hào Lão Thành là nhà thơ Già Lửa Kiều làm chứng. Bài thơ thế này, nhan đề là Xưa và Nay. Xin đọc và hầu vì anh em nghe chung vui. Chẳng nét kiêu hùng của thuở xưa, quân ta nhớ lắm mấy chó vừa, non cao luyện lĩnh nào lo gió, bãi vắng rèn binh chẳng ngại mưa, kiếm bạc vung lên giờ đã gãy, chuông kinh tùng mại thấy dư thừa, công hầu một thợ như dấu biển, mộng điệp mơ màng tiếng già thư. Ai cũng biết là công hầu rồi, ai cũng biết mộng điệp giúp công của Trang Tử rồi. Nhưng mà đặc biệt khi Hoài Nguyễn dùng câu cuối là tiếng già thưa, thì đây là một cái tập thơ của mình viết về cái tình của mình với một người con gái Huế, rất Huế, và mình tha thiết, mình trầm lắng với tiếng già thưa của người đó. Mà bây giờ thì tập thơ già thưa vẫn chưa xuất bản được bởi vì còn nhiều lý do. Xin một lần nữa cảm ơn Hoài Nguyện
đã rồi, tâm đắc. Mừng. Và đây là xin giới thiệu, đây là rượu Lăng Chuồng của một ông sinh viên của mình là Lê Mùa. Sau khi từ bên ngoại quốc về, về Huế, anh chàng mang đến cho mình, rồi tặng hoài nguyện, tặng ba anh em. Mà hình như một năm rồi, mình và đem qua. Bởi vì mình cũng lạc đạn phiêu bông quá, còn nhớ không, nhớ nhớ quên quên, bây giờ già rồi. Đó, thậm chí ngồi viết cái bài thơ này mà mình cũng chữ được chữ mất, anh già là kia phải sửa, từ dầu hoại dầu ngả, mình cũng nhớ rồi. Đâu ông nó bây giờ dở lắm. Đó. Ông không già, ông mới trả thôi chứ không có già, mới trả thôi. Già đưa đường có già, trả thôi chứ, dân Huế thì phải nói trả. Trả, vừa rồi giả Lê Kiều có một bài thơ đặc biệt lắm. Mình thì mình mổ tiểu ngào mình có, mình nhắn đùa anh giả Lê Kiều là tầm một mà mình nói mình 18 với một người con gái tìm Huế rất Huế, mà đã làm mệt giả Lê Kiều 3-4 ngày ngay ngắt luôn. Xin mời thầy Hoài Nguyễn, mời nhà thơ giả Lê Kiều.